Có một điều Việt Thảo nghe đồn rằng, mà không biết cái lời đồn này nó có thật hay là không. Người ta nói rằng người phụ nữ Việt Nam ở Phi giỏi hơn người đàn ông Việt Nam ở Phi nhiều. Có phải không quý vị? Giỏi ở chỗ nào? Làm ăn, buôn bán, bươn trải trong đời sống, chắc mót, dành dụm, để rồi có được một phần nào số tiền nhỏ. Thời gian trôi qua, trước tiền bạc là quan trọng, nhưng bây giờ nó cũng quan trọng, nhưng mà không quan trọng bằng cả một cái tương lai rộng mở, một cái đời sống mới trên một cái quê hương mới cho tương lai của chính mình và con em của mình. Cho nên phải tìm đủ cách thêm một lần nữa để đi đến một nơi nào đó cũng được. Và câu chuyện sau đây xảy ra là một câu chuyện thật ở trên đất Phi và được diễn đạt lại như thế nào với Quang Minh và Hồng Đào. Mời quý vị theo dõi. Làm gì? Không lẽ mua về làm đồ lựa cà phê? Trời đất ơi, té ra anh Việt Nam hả? Tôi Việt Nam. Trời ơi, giờ đâu có biết đâu, tưởng anh Phi nên mời mua. Ủa, Việt Nam hả? Dạ. Ủa, mà hình như không phải dân tị nạn tôi này nghe. Ta thấy cái mặt coi như lạ lắm, bộ mới tới đây lần đầu tiên hả? Xin lỗi cô. Hả? À? Tôi đã từng ở đây cách đây 20 năm lúc cô chưa tới. À. Rồi bây giờ tôi tới đây là vì cô chưa đi. Nói gì vậy? Ở đây hồi ở Phi cách đây 20 năm, lúc tôi chưa tới, lúc đó tôi chưa có tới. À. Rồi bây giờ đó, tới thì tôi chưa đi, anh nói với tôi không hiểu gì hết trơn á. Cô là cháu của dì Năm bên Mỹ phải không? Đúng rồi, tôi cháu dì Năm bên Mỹ. Đó. Ê! Trời ơi! Ủa? Hàng chi nãy giờ tôi thấy cái mặt anh tôi quen quen. Quen quen không? À hả? À, tôi nghe lời giới thiệu của dì Năm tới đây. Ừ. Cô thì cần đi Mỹ. Ờ. Ừ. Còn tôi cần ít vốn làm ăn. Trời ơi, giờ trời, anh biết không, giờ tôi nhận mới ra đó. Đúng rồi, anh là anh Võ Bần đúng không? Đúng. Nhìn cái mặt anh là biết anh Bần liền à. Ê! Cái này Bần đây là thanh bần trong sạch chứ phải bần tiện nha. Biết rồi, thanh bần trong sạch. Ờ. Trời ơi, ủa mà sao anh biết tôi đang tìm vậy? Thì hồi nãy dì Năm cho địa chỉ, tôi tới nhà của cô. Thì nghe nói bà con lối xóm rồi cô đi ra ngoài này bán hàng dạo rồi. Rồi. Cho nên đây là tìm cô đó. Anh lành đất Phi này quá hả? Trời ơi, đi 20 năm rồi mà cô. Dạ, nói nghe nè, vậy chứ sao mà dì Năm nói với Thơ bên Mỹ qua nó là phải 2 tháng nữa anh mới qua, sao anh qua sớm quá vậy? Không phải, tôi xin nghỉ phép được. Cho nên tới đây thì qua đây dặn cô như điều quan trọng nè. Vậy hả? Nói nghe nè, anh lạ quá. Từ ngoài giữ tấm hình của anh thấy không?
trong hình à, cái mặt trẻ non à, còn ngoài thấy quải quá phải không? Trời đất ơi, vì năm gửi tấm hình tôi chụp cái đi 18 năm mới qua Mỹ đó. Ủa vậy đó hả? Ờ. Chàng chi trời đất ơi. Nhưng mà đừng có khi dễ nha. Quái quái chứ bây giờ tôi là công dân của nước Mỹ đó. Một hộp chuẩn quốc Hoa Kỳ đó, có quốc tịch Mỹ, có passport đàng hoàng nè. Trời ơi. Tiền không mà nha. Dạ. Nói nghe anh. Sao? Anh ở Mỹ lâu quá hèn chi thấy trán nhăn quá trời thôi. Bậy. Dạ. Đừng nói vậy. Chứ sao? Cô qua Mỹ mà cô gặp ai trán nhăn cô nói vậy là người ta buồn lắm á. Chứ phải nói làm sao? Cô phải nói một câu rất là tế nhị. Dạ. Thay vì trán người ta nhăn á, cô nói tráng anh nói mòn ra freeway. Mấy này mít lên là mít lên. Dạ. Thấy gì không? Thấy gì không? Vết chân chim. Không, đừng nói vậy. Sao? Cô phải nói là lối ra exit. À. Thôi hả? Thấy gì không? Mắt quá thụt sâu á anh. Đừng có nói thụt sâu, người ta buồn. Sao? Đúng không? Thung lũng có tiền bill. Là sao anh? Tại qua Mỹ ai mà nợ nhiều quá phải lo cài. À. Mà cài 2-3 chốt, mà cài 2-3 chốt thì thiếu ngủ. Thiếu ngủ mắt quần sâu gọi là thung lũng tiền biếu. Ờ. À, trời ơi. À. Anh đó. Về năm viết thơ tôi nói anh Diễu á. À. Anh có máu Diễu á, Diễu vui quá. Diễu vui không cô? Dạ, anh kể về nước Mỹ tôi nghe vui quá. À. Còn tôi biết sao tôi thích đi Mỹ không? Sao? Tại vì tôi thích tuyết. Trời đất ơi, qua Mỹ lạnh người chết thích tuyết bà. Ờ, à, trời phi nóng quá, tôi khoái mê tuyết anh ơi. À. Tôi mà qua bên Mỹ một ngày đầu tiên tôi canh ngày mùa đông anh biết không? À. Tôi sẽ lựa ngày lạnh nhất, tôi sẽ bước ra cánh rừng anh ơi. À. Tuyết phủ văn lạnh được lạnh, tôi mặc đồ mỏng, tôi đi anh ơi. Tôi cứ thế tôi đi, rồi tuyết rơi lên đầu, lên tóc, tôi nó lạnh. Tôi cứ đi từ cánh rừng này sang cánh rừng khác, đi sang cánh rừng nữa, xong đi hoài. Xong rồi hốt lá cây ăn. Trời ơi, qua Mỹ tự nhiên đi cánh đồng này qua cánh đồng khác à. Tôi nói cô nghe, cô đi kiểu đó rủi mà bệnh vô một cái nha, không có bảo hiểm sức khỏe là cô chết đó. Đâu có sao đâu anh, trời ơi, bệnh thì đi nhà thương có gì đâu. Em thấy ai qua Mỹ cũng giàu hết trơn. Anh coi nè, thấy không, anh nói cái hình này anh mới qua Mỹ đúng không, anh chụp nè, trước cái nhà lớn dễ sợ không đó, thấy chưa? Ai mà nhận hình bên Mỹ gửi về coi lại quan lầm chết. Sao vậy? Cái nhà lớn thiệt á. À hả? Nhưng mà cô thấy bên hông là gì không? Có cái đường hẻm. Không, bên Mỹ gọi là lối đi riêng dành cho người muốn phòng. Cái nhà ba lớn kia nè. Thấy không? Cái nhà ba lớn vậy nè, tôi muốn cái phòng nhỏ xíu tôi ở. Ờ. Dạ thôi, anh độc thân ở nhỏ cũng được, nhưng mà coi nè anh không? Anh đứng cạnh cái xe mới tinh thấy không? Mercedes á. Ờ. Biết của ai không? Của anh phải không? Không, của chủ nhà. Xe của tôi cũ xì cái bên kìa. Trời ơi, xe giống xe lam quá. Xe lam? Mới qua Mỹ đâu tiền mua xe cũ chạy đó bà. Vậy hả? Ờ. Em nói thiệt nghe, xem thấy kỳ ghê, ai ở Mỹ qua đây cũng than Mỹ cực á, nhưng mà ai cũng muốn đi Mỹ hết á. Ừ. Bởi vậy đó em mới nhờ dì Năm em kiếm mối cho em ghép hộ đem đi Mỹ á. Trời ơi. Trời đất ơi bãi bà. Sao? Mình đang làm cái chuyện gian dối Mỹ rồi tự nhiên ghép hộ là ông sùm Mỹ nghe rồi là chết á. Đâu ở đây người ta ghép hộ rần rần anh ơi. Bình bội. Thấy không, thì bà con vỗ tay không? Trời ơi, ghép hộ thì ghép hộ nhưng mà đừng cho ai biết. Mỹ biết được nó ghê lắm. Sao ghê, có gì đâu ghê. Không được đâu, ghê lắm. Anh làm gì anh căng thẳng quá vậy anh? Đừng... Căng sống căng. Trời ơi, anh làm gì anh căng thẳng quá, em hết hồn anh tập tính em nè. Đó. Anh đừng căng thẳng, mỗi lần em căng thẳng em nhìn ra biển thấy không? Đó. Đúng rồi, đúng rồi. Là em là bạn của sóng mà, coi như là hết căng thẳng liền. Em là sóng xin chớ đừng là sóng, đã xô vào xin chớ ngược ra xuôi. Trời ơi. Trời ơi. Nè cô. Dạ. Cô làm thơ hoài. Cô phỏng vấn mà nói sai một cái là Mỹ xô cô về phi đó, mà xô ra biển. Sao tôi nghe nè, bởi vậy tôi phải đích thân qua đây. À. Dặn cô những điều quan trọng. Điều gì mà quan trọng? Qua, phải đi ngồi đi. Anh làm ghê nắng quá. Nắng quá, nóng còn chết là tôi dặn cô nè. Dạ, dạ. Chuyện này nguy hiểm lắm, bạn bè tôi phỏng vấn nói rồi. À, sao? Tôi nói cô nghe. Tức là phỏng vấn Mỹ rồi hả? Phỏng vấn Mỹ rồi. Thì em với anh coi như vợ chồng trên giấy tờ. Mình là vợ chồng trên giấy tờ thôi. Dạ. Không, nhưng mà Mỹ á, mình phải coi là vợ chồng thiệt. Rồi rồi. Phải... Đó, bạn bè phỏng vấn mới về nói nè. Họ hỏi gì vậy anh? Hỏi gì vậy? Mỹ nó hỏi mấy câu lắc léo lắm. Chính cha hỏi gì anh? Thậm chí nó hỏi ha, hôm nay quần lót chồng cô mặc màu gì? Chết cha. Đó, hỏi cô đó. Đó. Ghê không? Anh ơi, cái gì ghê quá vậy? Ờ. Trời ơi, làm sao mà em biết màu vậy, không mấy anh cho em coi được. Ê! Trời ơi, không lẽ gái phi bảo với trời? Không phải, trả lời phỏng vấn không phải, tôi dặn rồi. Dạ. Hôm bữa nào mà tôi mặc cái áo màu gì á, dạ, là cái quần trong tôi màu đó. Hay quá, hay quá. Cái đó hay. Ví dụ hôm nay tôi mặc áo màu này nè, là ở trong đó. Em biết rồi. Hả? Vậy là ở trong nha, anh mặc nền màu tím, bông màu xanh lá, màu vàng, nhụy màu hồng. Trời ơi anh ơi, đàn ông mà anh mặc đủ màu, không lẽ anh mặc quần lót đàn bà? Ta nó đủ màu. Không phải. Chứ sao? Thí dụ vậy thôi. À. Chứ bữa mà đi phỏng vấn á, tôi mặc áo một màu à. À đúng rồi. Ờ. Nhưng mặc màu gì đừng mặc màu hường, ở dưới màu hường kỳ lắm á.
Không phải màu hương, nhưng mà áo màu đỏ. Chồng có còn nữa. Hỏi gì anh? Nhiều khi nó gặp tôi á, nó hỏi hôm nay vợ mày mặc quần lót màu gì luôn. Trời em chọn rồi anh. Chọn gì? Em chọn rồi, em chọn màu tím. Trời ơi. Màu tím hoa tigon, hoa dáng như tim vỡ, anh sợ tình ta sẽ vỡ. Trời ơi. Thôi đi bà ơi. Sao vậy? Ba quần đó rồi tigon rồi vỡ tan tan nát bà biết chứ ai biết. Không có gì ghê vậy anh. Đó không, còn nữa nè. Rồi. Nhiều khi nó hỏi nha. Thường thường cô ngủ phía bên tay phải hay bên tay trái chồng cô? Trời ơi, sao biết được anh? Cô hỏi mấy câu đó ghê lắm, đúng không? Tôi á, thuận tay trái. À. Nghĩa là cô phải nằm bên tay phải tôi nha. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói em không hiểu. Anh thuận tay trái em phải nằm bên tay phải, làm sao em chưa hiểu? Ủa? Ủa nào giờ có người yêu chưa? Ờ, có rồi. Có rồi vậy nằm bên nào? Thôi anh bảy anh, không muốn, tụi em không có nằm gì hết trơn á. Tụi em mà yêu nhau cứ đi ra biển cái làm thơ cái mà nay về nhà đó. Trời ơi. Ờ bây giờ kép cô bỏ rồi phải không? Dạ bỏ rồi, sao anh biết hay vậy? Trời ơi biết hay quá, mà thời buổi này tự nhiên yêu nhau dẫn ra biển làm thơ, không làm gì khác à. Có nghĩa là nằm bên tay phải tôi thuận tay trái nè. Ờ hai vợ chồng mà phải nằm cạnh nhau phải không? Nằm cạnh nhau. Dạ. Rồi rủi nửa đêm chồng muốn cái gì á, dạ. Thì thuận tay. À. Không. Rủi tự nhiên cô nằm bên tay này tôi thuận tay tôi phải không vậy? Trời ơi không hiểu gì hết trơn. Trời ơi. Mỹ nó khó vậy anh ơi. Mỹ nó khó, nó ghê gớm lắm. Anh ơi, anh mới bay từ Mỹ qua, anh chưa ớt giáp gì anh làm anh tống tờ em bao nhiêu câu hỏi em nhức đầu quá, không ấy vậy anh. Sao? Anh kể chuyện nước Mỹ của anh cho em nghe đi. Dạ. Mỹ hả? Vì đằng nào cũng sắp đi anh kể thử là đúng cái tưởng tượng của em không? À, tôi kể cho cô nghe nha, nước Mỹ á là một đất nước rất là rộng lớn. Rồi. Bao la. Rồi. Có một điều á, sống với Mỹ là phải hiểu câu này. Sao? Đối với Mỹ là yes or no. Yes or no. Rồi. Không được quyền năn nỉ. À không có năn nỉ. Phải không? Dạ. Có nghĩa là khi bị police bắt lại ha, dạ. Không được hối lộ. Oh. Chấp nhận tiết kịch. Chấp nhận tiết kịch. Còn cái nữa, đi mua đồ không trả giá. À không trả giá. Giá nào ra giá đó. Ồ vậy anh. Mà đặc biệt nhất á, rau muống mắc hơn thịt gà. Mỹ là vậy đó. Vậy đó anh, hay quá ha. Coi là nước biển rộng lớn đó phải không anh? Rộng lớn bao la. Mà nước biển mà rộng lớn như vậy đó, chắc là biển nó rộng lắm anh ơi. Mà biển nó rộng thì chắc nhiều con ốc lắm anh ơi. Em tặng anh bài thơ nghe anh. Anh là đại dương lớn, em là con ốc nhỏ. Ngày anh ra đi ốc chết khô một mình. Thôi, dạ. Cô cứ làm thơ hoài á. Dạ. Ở đây người Việt Nam nghe còn hiểu. Dạ. Cô làm thơ tiếng Việt qua bển Mỹ ai hiểu? Em dịch tiếng Mỹ anh. Trời ơi, biết làm thơ dịch sang tiếng Mỹ luôn. Dễ dàng anh ơi. Thiệt không? Dạ. Tôi cho cô câu này thử coi nha. Dạ dạ. Dịch được không nha? Dạ dạ. Anh ra đi mùa thu không trở lại. Quá dễ anh ơi. Anh ra đi mùa thu, you go the fall. Ừ. The fall không trở lại là the fall go 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 go. Trời ơi. Hoài rồi làm sao nó trở lại được anh? Trời ơi, cô làm thơ kiểu này á, tôi tặng cho cô này nha. Chi? Du làm thơ sexy mother quá. Là gì anh? Sex là buồn, còn si là thấy, mother là mẹ, buồn thấy mẹ. Làm thơ kiểu đó chết luôn á. Trời ơi, có gì đâu. Nhưng mà em nói anh nghe, đối với em thơ là cuộc sống cùng với em đi khắp nẻo gian trơn. Trời ơi, còn đối với tôi hả? Tiền là cuộc sống đi với tôi khắp nẻo thế gian. Nói tôi nghe. Ở Mỹ nha. Dạ. Thiếu money là quan trọng nhất. Thấy không? Cũng chính vì thiếu cái đó nha, tôi hai lần bị vợ bỏ đó. Ủa chứ anh hai đời vợ rồi hả? Không, sao chị mà... Năm không nói chuyện này ta ơi. Không, ly dị rồi, ly dị đàng hoàng, có giấy tờ đàng hoàng rồi. Dạ dạ. Sẵn đây tâm sự cô biết nè. Sao anh? Hồi lúc trước cái đầu tiên tôi lấy vợ, vợ tôi đẹp lắm. Ồ. Đẹp mà ngang ngửa với hoa hậu luôn đó. Vậy á. Nhưng mà tôi nhớ câu ông bà ta ngày xưa nói nè. Vợ đẹp là vợ người ta. Đúng rồi anh. Tôi mới sợ mất vợ. À, lo nhà giữ vợ riết. À, có ngày nó kêu ra nói anh ơi ở với anh không có tiền xài. À, thôi mình chia tay nha. Vậy đó hả? Không làm. Rồi sau đó tôi chia tay. Rồi. Lần thứ hai rút kinh nghiệm, tôi không lấy vợ đẹp nữa. Rồi. Tôi kiếm vợ xấu là xấu. Vậy đó. Ờ à, cho yên chí anh ơi. Em nói thiệt á, vậy vợ xấu yên chí á. Xấu xấu cả cô á. Hả? Sau đó tôi ráng đi làm. Tôi cài một ngày 2-3 chốt có tiền cho vợ tôi. Xong xuôi một ngày nào đó kêu ra tôi nói thôi anh ơi ở với anh chán quá anh cứ lôi làm hoài à thôi mình chia tay nha. Trời đó, xong. Là bỏ thêm lần thứ hai bỏ nữa. Bỏ thêm lần thứ hai nữa. Trời ơi tội anh quá ha. Bởi vì em nói mà hôn nhân là mồ chôn của ái tình đó anh. Nữa bà này mở miệng là thơ à. Thôi bây giờ vô thực tế tôi hỏi cô nè. Dạ. Bây giờ thí dụ như ngày đầu tiên cô qua Mỹ cô làm gì cô nói nghe. Có anh trắc nghiệm em đem qua sống bên Mỹ được không? Ai nè em để trong đầu ấm hết rồi. Coi như anh làm giấy tờ bộ lãnh em qua ha. Em bước xuống bao đời em đi bước xuống Mỹ nha. Cô qua Mỹ dạng gì vậy? Trong bảo lãnh.
Chồng mua lãnh cô đi thọt về, chồng tưởng là cô đi ra qua dặn handicap á. Đâu có anh ơi, qua Mỹ nè, cầu thang máy bay xuống người ta trải thảm đỏ cho em bước xem, Facebook nhẹ nhẹ rồi rất thảm rồi đó. Đó, đó, đó thấy chưa? Đó, anh thấy không? Mơ tưởng luôn. Sao bắt đầu? Thank you, thank you, thank you, thank you. Ở đâu ra thank you luôn vậy? Anh không biết hả, em nghe đồn bên Mỹ trời con gái có giá lắm. Xấu cỡ nào cũng được kỹ sư bác sĩ theo á. Cho nên em vừa bước xuống cầu thang nè, cái kỹ sư bác sĩ bu tới tặng bông, tặng bông, tặng bông. Em thank you xong ai cũng nói với em là you are so beautiful. Đó, nói em vậy đó. Tội nghiệp cô tưởng tượng quá. Sao vậy? Xin lỗi cô nha, con gái có giá cách đây 30 năm kìa. À hả? Còn bây giờ bên Mỹ cũng có giá nữa, mà giá trụng á. Còn một đống của bệnh đó bà. Còn rồi, sao nữa? Em nói anh nghe ha, xong cái chiều em không có làm gì, bắt đầu em bắt đầu em bước ra cuộc sống bắt đầu. Ê. Hả? Ở bệnh ăn gạo trắng mà không có thóc đâu mà sàn sàn thóc. Thôi đâu phải sàn thóc đâu. Chứ cô làm gì nữa? Không có. Em chèo thuyền ra biển em chơi. Trời ơi. Em qua bển em mua một căn nhà sát ngoài biển, em ra biển em chơi vậy đó. Dạ xin lỗi cô. Nhà ở bển á, mà qua bển mà làm lương ba cọc ba đồng mà suốt cuộc đời không mua được cái mái nhà nó không chi mua nhà ngoài biển. Ủa vậy đó hả? Mua nhà ngoài biển bộ bên nó mắc lắm hả? Mắc lắm. Sao kỳ chứ, dưới quê em á, căn nhà sát biển có 6 chỉ vàng à. Trời ơi, quê cô đâu? Cà Mau. Nhưng mà biển này biển bên Mỹ cô ơi. Ủa vậy hả? Rồi đó, em tiếp tục là xong sáng em ăn sáng xong đó, em breakfast xong bắt đầu em đi nè. Em đi chơi nè, đó. Không biết bà này có bị tửng không trời. Đó. Cô làm gì vậy? Em đi shopping anh ơi. Trời. Em mua quần áo xong em đưa người làm em cầm. Trời ơi, cô ơi cô. Hả? Bên Mỹ hãng xưởng cũng không có người làm nữa. Cô qua không làm gì hết. Cô đi shopping có người làm. Ở đâu ra vậy bà? Ủa vậy hả? Đi xuống đi. Đi xuống rồi đó. Không được rồi. Vậy hả? Nhưng mà nói cô nghe nè. Thôi bây giờ cô tưởng tượng nhiều quá đi. Bây giờ tôi hỏi cô nè. Nếu như mà cô có một cái vốn liếng là 100 ngàn á. 100 ngàn đô Mỹ anh? Cô qua Mỹ cô làm gì 100 ngàn? Trời ơi, em tính trong đầu đó anh ơi. À. Em mà có 100 ngàn đô la Mỹ em sẽ cắt một nửa tiền. Em gửi về cho ba má em bên Việt Nam á. Có tình đó, cảm, có tình coi cảm. Coi như sửa nhà, sửa cửa hang xong cho bà con làng xóm, xóm em á mua cái tivi màu nè. Đó, có tình cảm. Cái tủ lạnh nè. Được. Đó. Còn 50 ngàn kia anh biết không, em mua bông. Cái vậy? Em thải ra biển anh ơi. Trời ơi. Em thải thật là nhiều ra biển vậy đó. Để cho sóng nó đánh lên vậy đó. Cái nàng tiên cá bước lên nè. Cái em làm nguyên dòng qua vương biển. Thôi đi cô ơi, cô ơi. Tôi. Hình như cô này hơi mất mát sao trời. Cô sống thực tế chút xíu đi. Trời đất ơi, thời buổi này mà tự nhiên có 50 ngàn muốn bông thải về biển. Tôi nói thiệt với cô nha, tôi mà có 100 ngàn biết làm sao không? Tôi lập tức trả liền nợ hết. Mấy cái này ca trả hết, còn dư bao nhiêu hả? Tôi đao xuống mua chiếc xe Mercedes chạy chơi. Cô sống kiểu đó thì cô Mỹ gọi là cô chết, cô điên á. Sống điên vừa nãy giờ nói chuyện với cô tôi bực mình quá. Trời ơi, nhưng mà tôi hỏi anh nè, tôi sống ở đây á, nếu mà tôi không mơ mộng là sao tôi sống cho nổi? Là tại sao? Tại sao vậy? Cuộc sống của tôi ở đây đâu. Anh biết không, tôi bỏ ba má tôi bỏ chòm xóm tôi đi qua đây nè. Tôi có một thân mình tôi à, tôi không bà con thân thuộc gì hết. Anh thấy hàng ngày á, tôi bươn chải ngoài đường, tôi chạy tôi bán bao nhiêu thứ đó đó. Rồi đêm về, tôi về cái nhà trọ nhỏ xíu của tôi, tôi nằm một mình. Nhiều đêm tôi nhớ má tôi ghê lắm á. Tôi muốn về thăm bà cũng không được nữa, mà bà muốn qua đây thăm tôi cũng không được. Mấy mẹ con cái chục năm nay không thấy mặt nhau nữa. Rồi dì Năm nói là có người sang lo giấy tờ. Tôi mơ một nước Mỹ quá đẹp anh biết không. Tôi mơ trời trong, mây xanh rồi tuyết trắng. Tôi mơ đủ thứ rồi tự nhiên anh qua đây. Anh làm tất cả những mơ mộng của tôi nó tan nát hết à. Anh coi cuộc sống của tôi đây, tôi không biết tương lai tôi đi về đâu, tôi phải mơ mộng chứ. Anh bắt tôi sống thực tế làm cái gì? Nếu như thực tế buồn thì người ta mơ mộng sướng hơn. Xin lỗi cô nha. Có lẽ vì cuộc sống bên Mỹ nó vật lộn là của tôi. Con người tôi đâm ra nó khô khan đi. Không có biết mơ mộng hay là không có biết cái gì gọi là lãng mạn hết. Cho nên tôi nói cái gì hơi lỡ lời. Xin lỗi cô. Nhưng mà tôi nói thiệt với cô á, tôi tức lắm. Cô cũng biết là nếu như tôi có 100 ngàn
Cô biết tôi làm cái gì không? Thì anh nói đó, anh mua cái Mercedes điện chạy vòng vòng Mỹ cho chảnh á. Không phải vậy, không phải vậy. Vậy anh có tiền anh muốn cái gì? Tôi muốn ngủ. Tôi thiệt với cô, bên Mỹ tôi làm một ngày cài 2-3 chớp lận. Chỗ làm thì xa nhà, mỗi lần đi làm về là nằm xuống lơ ngủ mà. Tôi thiếu ngủ tới mức độ tôi thèm được ngủ. Mà thiếu ngủ thì người nó ngu đi. Giả lại từ bên Mỹ mới qua Phi, giờ giấc còn đảo lộn cho nên đảo không được tỉnh táo. Cho nên tôi có cái gì đừng giận nha. Nãy giờ nói thiệt á hả? Nãy tôi nói giỡn. Là buồn ngủ thiệt á hả? Trời ơi, lúc nào cũng buồn ngủ, con thiếu ngủ lắm. Trời ơi, tôi tưởng chuyện gì. Nếu anh buồn ngủ thì anh nằm đại đi ngủ đi nè. Biển cho đây nè, thoải mái lắm, anh nằm đại đi. Đây nè, con nằm ngủ đi. Hả? Con mời cái gì tôi từ chối được, chứ mời ngủ là không từ chối nha. Ngủ đi anh, đôi khi sóng á, sóng biển nó sẽ ru cho anh ngủ. Ngủ đi, nằm đây tôi canh chừng cho. Không, tôi thích ru lắm mà, không cần sóng ru, tôi thích người ta ru được không? Tôi ru cho, nằm xuống đi. Thiệt không? Thiệt. Nằm thiệt à? Hả? Chơi luôn. Anh nhớ nha, anh nằm bên đùi trái tôi nha. Mỹ phỏng vấn cho nó đùi trái, nó đùi phải cho rớt ra nha. Nhớ rồi. À, đừng xích vô quá cha. Chưa làm giấy tờ á. Ghê, lanh dễ sợ. Anh nằm với tôi ru cho nha. Rồi. Nhớ mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Thằng đất ơi, cô ru kiểu này là Mỹ nghe là chết á. Mẹ tôi ru mấy đứa nít trong làng quen tôi rồi. Tôi là chồng cô mà mẹ ru con ngủ. Ủa, qua thằng làm gì quá. Đây có điện thoại. Cái gì vậy anh? Thôi, có điện thoại. Có điện thoại hả? Hello. À, dì Năm, có dì Năm. Dạ, gặp rồi dì Năm ơi. Dì Năm. Cháu dì Năm cũng dễ thương lắm. Hơi tửng tí. Dạ, hả? Muốn nói chuyện với lại cháu dì Năm hả? Dạ, dạ. Phone bên Mỹ hả? Phone Mỹ gọi đó. Nói là lẹ nha, tốn tiền. Trời ơi, dì Năm, dạ, con gặp rồi dì Năm. Bây giờ làm sao? Coi như ngày mai là đưa ra làm giấy tờ là đưa trước 1/3 dì Năm. Xong rồi qua bên Mỹ dì Năm thanh toán con, rồi khi con qua bển con thanh toán là dì Năm. Dạ, dạ, cảm ơn dì Năm. Rồi, xong rồi anh tôi nói mới có 1 phút rồi anh. Rồi, dạ. 45 đồng. Anh tôi nói anh nghe vậy nè. Bây giờ anh về ha, có thể ngày mai mình ra mình làm giấy tờ, xong rồi tôi sẽ đưa anh trước 1/3 như là cái giá mình muốn. Rồi nay mai qua Mỹ á, coi như dì Năm tôi sẽ đưa hết cho anh, nghe anh? Được không? Cô ơi. Hả? À, bây giờ chắc có lẽ tôi thay đổi ý định rồi cô. Trời, cái gì anh? Anh giỡn mặt hoài anh. Thiệt. Thì cái giá đó đưa anh. Mà sao anh kỳ cục vậy? Trời ơi, tôi với dì Năm liên lạc bao nhiêu năm sau anh chịu cái giá đó rồi anh biết không? Anh được một cái giá nó rẻ, anh coi là tôi bán một cái này anh biết không? Tôi lời có nhiêu, có 20 peso à. Nên tôi phải bán 40 ngàn cái này tôi mới đủ tiền chung cho anh. Vì anh đòi giá là làm sao? Tự nhiên lên giá anh buôn bán kỳ cục vậy anh? Tôi nói anh nghe, làm gì cũng vậy á. Buôn bán làm gì vậy không? Bây giờ như vậy. Anh muốn lấy nhiêu nói đi. Bây giờ anh muốn lấy nhiêu? Tôi muốn lấy cô. Anh giỡn hoài anh. Trời ơi. Bà con làm gì vỗ tay vậy? Nãy anh nói vậy nó làm tôi chóng mặt tôi nghe. Anh muốn gì? Tôi muốn lấy cô thiệt. À. Tôi thấy cô cũng hơi thơ mộng, hơi tửng tí xíu. Nhưng mà con người cô nó cũng có một chút gì nó tình cảm. Vậy lại tôi hy vọng là cô là người vợ thứ ba tôi, cũng là người vợ cuối cùng. Hai đứa mình có thể... Ủa vậy anh muốn lấy tôi thiệt? Thế thiệt? Không. No money. No income. Dạ. Vậy thì coi như là chiều nay anh bay qua đây. Chiều nay. Chiều nay anh về trước biển. Trời tháng sáu cũng chẳng buồn mưa. Biển không mặn như ngày xưa nữa. Cái ngày đôi ta nắm tay nhau cùng nhảy sóng. Chúng ta cùng nhảy sóng. Ủa sao tự nhiên diễn bệnh làm hơi mà này trời. Trời ơi, làm thôi mà kiểu này qua hai chồng ăn chết đói à. Bây giờ đói bụng quá, bây giờ dẫn tôi đi ăn cái đi. Rồi, tôi giờ sẽ dẫn anh đi ăn cháo lòng. Cái gì? Ăn phở. Trời ơi, đây người ta phi cháo lòng mà tới là phở đó cha. Đây, vậy hả? Đây. Rồi. Chúng tôi thấy những giọt nước mắt từ trong những con mắt của những người mà có lẽ lâu lắm rồi tưởng rằng đã khô cạn dòng lệ. Hình như đã gợi lại một cái gì đó trong trí nhớ của mọi người.
Ít có ai được may mắn như cô gái ở trong vở kịch. Dù đó là câu chuyện thật ở tại Philippines này. Những câu chuyện thương tâm ở bên Phi rất nhiều. Nhưng mà cái cho, làm cho chúng tôi xúc cảm nhất là những đứa trẻ Việt Nam không được đi học. Mà nếu có được đi học đến một lứa tuổi nào đó, đến một cấp lớp nào đó, em cũng chẳng được ra trường vì không được có bằng cấp. Nếu có ra trường, bằng cấp cũng không có vì em là stateless, là vô tổ quốc, là không phải là công dân của một nước nào. Để rồi sau khi tốt nghiệp rồi, em đã trở về để sống một cuộc đời, để bán dạo, giúp cha mẹ anh chị em của mình. Giữa cái ánh nắng thiêu đốt của vùng nhiệt đới, có khi phải dầm mưa dãi nắng. Đồng tiền có thể kiếm được, trao đổi bằng mồ hôi nước mắt của mình, nhưng tự do, tương lai, tươi sáng của các em không tìm được. Ở đây chúng tôi không muốn buồn, chúng tôi không muốn buồn. Hãy vui lên với cái đời sống mới hơn nữa. Hãy trở lại với chương trình ngay bây giờ. Kính thưa quý vị, Cát Tiên và V-Pop. Có nhiều nhớ mới biết rằng buồn biết mấy trong đêm thâu. Có cay đắng mới không thầm, thôi đã lỡ ta không còn chi. Đã chia cách xa mất rồi, ngày tháng ấy ta chung đôi. Trái tim đớn đau héo mòn, thôi đã chết chôn đi niềm riêng. Tình yêu đôi ta trong tay hiền đềm, cho nhau giấc mơ xưa say đắm qua bao ngày dài. Lời còn nồng nàn trên môi, như đôi chim ta bay cao về nơi rất xa. Trong bao la dâng đôi tay ôm bao ước mơ, nào ngờ đời giông tố đêm chôn vùi. Thôi ta xa nhau tìm ngỡ. Hôm xưa yêu nay quay lưng tình như biết sao. Sao trong tim mang thương đau còn nguyên tháng nào. Giờ làn gọi đôi cánh chim xa bay, đôi chân lang thang tìm nhau. Nếu em biết yêu sẽ buồn, đời sẽ vắng đi đôi tình nhân. Nếu em biết con phố dài nắng xuống thấm cô đơn mình em, yeah, yeah, yeah. Sẽ không giấu cho phút đầu bằng ánh mắt thiết tha ngày sau. Chỉ còn với bao ước nguyện sẽ mãi mãi bên nhau khó quên. Như đôi ta trong tay em để cho nhau giấc mơ xưa say đắm qua bao ngày xa nhà. Lời tình còn cháy trên môi, như đôi chim ta bay cao về nơi rất xa. Trong bao la giang đôi tay ôm bao ước mơ, nào ngờ đời giông tố đem chôn vùi. Thôi ta xa nhau tình ngỡ. Hôm xưa yêu nay quay lưng tình như vết dao. Sống trong tim mang thương đau còn nguyên tháng năm. Giờ lạc loài đôi cánh chim xa bay, đôi chân lang thang tìm nhau. Đôi tay ôm bao ước mơ, nào nào đời giông tố đêm chôn vùi. Thôi
Không khóc nữa, kể chuyện vui đi. Không nói chuyện vui thôi. Kính thưa quý vị, trong vở kịch hay là trong hài của Văn Sơn, Bảo Liêm, Lê Huỳnh cũng vậy, Quang Minh, Hồng Đào có nói tới vấn đề cháo lòng rồi lại phở. Cho nên mình người Việt ở đây thì hiểu, nhưng mà người Việt ở nơi khác lại không hiểu tại sao lúc cháo lòng cháo phở lại là phở. Thì khi tôi đến Palawan cũng vậy, thấy đi tiệm cháo lòng, và anh Hải là người dẫn tôi vô ăn cháo lòng. Thì anh giới thiệu, thì tôi ăn. Ngon hay dở chưa nói ở đây, nhưng một cái điều đó là phở. Thì tôi mới tìm hiểu tại sao. Thì hình như là có cái câu chuyện là có vợ chồng ông Sơn đầu tiên mở cái tiệm bán cháo lòng. Hình như có người cười cười nhưng đúng rồi. Nhưng mà bán một thời gian thì nghĩ đi làm khác khá hơn chắc. Thì người Phi đến đó ăn cháo lòng một thời gian quen rồi lại đến ăn tiếp. Nhưng đến thì lúc đó người khác lại bán chỗ đó là lại mở cái tiệm phở. Thì vô nó hỏi cháo lòng, thì người ta đâu có bán cháo lòng đâu, thì lại múc phở đem ra ăn, nói cháo lòng. Thì cái người đó đâu biết ăn, ăn xong dậy động nó có cháo lòng. Người khác lại cứ kêu cháo lòng riết, thành ra tô phở thành cháo lòng. Đúng rồi. Và thậm chí có những người Phi khi ăn cháo lòng ở đây quen rồi, về Việt Nam vô kêu một tô cháo lòng, Việt Nam bưng ra một tô cháo lòng, nó nói không phải. Đi vòng vòng chỉ này cháo lòng nè, thì đó là tô phở. Và thậm chí cái món cháo lòng của người Việt Nam ở tại Phi nổi tiếng đến độ người Phi bảo với nhau rằng nếu mà người Phi nào đi du lịch đến Palawan mà chưa ăn được tô cháo lòng thì coi như chưa đến Palawan. Và đặc biệt người Phi ăn ngộ lắm, kêu tô cháo lòng tức là tô phở của mình phải ăn kèm theo ổ bánh mì thịt, rồi uống thêm ly coca nữa, lấy mì thịt nhúng vô trong tô cháo lòng, vừa ăn vừa húp vậy đó. Kính thưa quý vị, đó cũng là một cái đặc biệt mà Việt Thảo nghĩ rằng trong tương lai, nếu tất cả người Việt ở đây mình đi hết, mình không còn ở Phi, thì sẽ còn để lại ở nơi đây không phải là dấu chân mà để lại tô cháo lòng Việt Nam với hình thức là phở. Trở lại với chương trình Văn Sơn Live Show Philippines, kính thưa quý vị, phần trình diễn của nữ ca sĩ Lệ Chi. Đời vẫn đổi thay.
phố chợ bỗng nghe tiếng xe nó sầm bên tai khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường. Thưa quý vị, nhiều người nói rằng lịch sử Philippines đã có từ lâu, rất đúng. Nhưng mà cái mốc thời gian đặc biệt nhất đó là vào khoảng 1521, khi người Tây Ban Nha đến Philippines và chiếm cứ quần đảo này. Thì lúc đó, cái ảnh hưởng văn hóa của Âu Châu đã đến với Philippines. Chẳng những ảnh hưởng về con người, mà ngay cả về âm nhạc. Một trong những nhạc phẩm mà chúng tôi chọn lọc trong phần trình diễn của người Phi trong chương trình Vân Sơn live show ở Philippines là nhạc phẩm Soy Mujer Latino, tức là I Am a Latin Woman. Nhạc phẩm này sẽ được trình bày bởi Isabel Reynada. Mời quý vị thưởng thức. Ese amor que tanto quería y soñaba.
Así que me ama, ella es la que quiere que me vaya. Me voy a ir porque no me queda otro. Pero nena, tú la que decide de que me vaya. Quiere que me quede. Quiere que me vaya. Quiere que me quede. Isabel Renada nói rằng người Phi mà nhìn không giống người Phi là tại vì trong người cô nó có hai dòng máu khác nhau, và đặc biệt hơn nữa là 3/4 là dòng máu Tây Ban Nha và 1/4 là dòng máu Phi. Tại sao lại 3/4 mà không phải là phân nửa? Vì cha cô là người Tây Ban Nha mà mẹ cô là vừa nửa Tây Ban Nha vừa nửa Phi. Cô ta mới có 24 tuổi thôi, nhưng cái điều đặc biệt nữa, cô ta là một ca sĩ nổi tiếng và cũng là một phi công nổi tiếng của quân đội không lực Philippines. Dữ dội. Khi nói về người Phi thì nó có những cái mà khi đến Phi tôi bị hiểu lầm. Vì mỗi một quốc gia, mỗi một con người quốc gia đó có những cái phong cách khác nhau, hay là cái tập quán khác nhau mà mình không biết. Chẳng hạn tôi và các bạn tôi đang đứng nói chuyện với nhau, tự nhiên thấy có công Phi ông đi tới. Tụi tôi không biết chuyện gì đâu nói chuyện. Thì ông không có nói gì chứ. Ông cúi xuống công trọng rồi. Tụi tôi giật mình, ủa sao kỳ vậy? Thường thường mình phải nói ủa cái gì tự nhiên vào. Tôi nói ủa không lẽ Phi móc túi làm sao kỳ dữ vậy nè. Rồi cái tụi tôi đứng nói chuyện tiếp, em đi qua không đi quay lại ông lại cúi xuống. Thì lúc đó tôi hỏi bạn, nói không có, người Phi khi mà họ đi ngang mình mà đang nói chuyện với nhau đó, thay mình nói xin lỗi ông, xin lỗi bà, excuse me, thì ông thò tay xuống đi. Rồi nếu mà đám đông đông quá ông đưa luôn hai cái tay. Rồi sau đó thì tôi đứng một cái góc kia, trong lúc chờ bạn tôi đứng nghiêu ngao tôi hát thôi. Thì có một cái ông Phi ngồi đằng kia đó, ông ngồi trên ghế, ông làm gì? Tôi nín thọng hạt. Mình hát mà, có mắt mới đâu cũng kêu mình nín nữa. Tôi nín cái tôi cũng làm quen, tôi cười, ông cũng cười, tôi cũng đưa tay, ông làm. Tôi nói kỳ, giờ nãy tôi hát, ông kêu tôi nín, giờ tôi nín, ông kêu tôi nín là sao? Thì tôi hỏi bạn tôi thì mới biết là ổng muốn kêu Dịch Thảo lại đó, tại vì người Phi đó muốn kêu người ta đó là xịt xịt cái miệng người đưa tay ngoắt nè. Rồi tôi ban lại tôi gặp ổng. Cái nói chuyện với ổng, how are you? Rồi cái nọ cái hỏi, ông có biết nói tiếng Việt Nam không? Ông nói biết. Rồi tôi mừng quá tôi nói vậy chứ, lúc này anh khỏe không? Ông cũng gật đầu nữa. Ủa nó nói sao kỳ vậy? Nó khùng không vậy? Thì hỏi bạn tôi mới biết là khi người Phi, gốc là Phi đó, mà nói là I don't know đó, là gật cái đầu xuống. Mà đối với Việt Nam mình gật đầu là yes ạ. Cái chuyện lạ vậy. Có một điều nữa, rồi cái tôi mới hỏi ổng là tôi muốn trở về cái hotel, Trader Hotel. Mà ổng đang đứng bên cạnh tôi nè. Cái ổng xây qua mặt tôi, ổng là Dune. Gì kỳ vậy? Tôi hỏi hotel đâu? Tức là tôi hỏi cho tôi, chứ tôi đã hỏi tôi kêu ông về đâu, ông đưa mặt qua muốn hung tôi. Đùn. Tôi ngạc nhiên, tôi hỏi bạn tôi, nói không, người Phi khi đưa hai cái mỏ chu ra mà đun, đun tức là đe là ở hướng đó đó. Đùn. Có nhiều cái mình không phải chọc ghẹo người ta. Việt Nam mình cũng vậy, có nhiều cái nước nào cũng vậy. Mà nếu mình không hiểu rõ, mình hiểu lầm đó, đâm ra nó có nhiều chuyện nó tức cười thôi. Kính thưa quý vị, và một trong những cái có thể đem đến quý vị những nụ cười vui, những cái niềm vui mới nữa trong chương trình hôm nay,
chúng tôi muốn mời quý vị thưởng thức vở hài kịch với các danh hài Trang Thanh Lan, Lê Tín và Lê Quỳnh. Ai kia ngất ngay tâm hồn, một ngày nhớ, một ngày mong, đêm lễ về thơ thức mừng khôn, con tim ai khao khát để chờ, trong cõi lòng ôm ấp tương tư, cô bé ơi, cô bé ơi. Mắt nay ơi, xin đừng đi cha cha, hát vang lên ố là la cha cha, nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Mấy em đánh nhạc phô quá, chị hát không được chị à. Đánh kỳ quá à. Đại Dương nuôi mấy em ăn mập thi, chỉ có việc đánh đờn cho chị hát thôi cũng đánh sai là sao vậy cưng cưng mập kia. Cãi hả? Đừng có cãi. Ở trong hoàng cung đồ ăn thiếu gì không chịu ăn mà ăn cãi chi mà cãi hoài à. Mấy em á, mấy em trả treo với chị hả? Chị mét Đại Dương lay ốp mấy em đó nhăn răng luôn đó cưng. Cái thằng cha này nữa nha, thằng cha phù sai này kỳ lắm. Tối ngày đi duyệt binh, binh sĩ chết hết trơn rồi mà đi duyệt hoài ha. Bỏ mình ở nhà một mình á hả, móc mèo hết trơn vậy đó. Ở chung quanh này không có trai đẹp. Nhìn toàn là thái giám không à. Tưởng sao, mướn ban nhạc hả? Thôi kìa, cũng thái giám không à. Thái giám ơi là thái giám. Tức Đại Dương gia là trời ơi mệt quá. Đại Dương vậy? Đại Dương đi đâu về mà quải dữ vậy hả? Đi duyệt binh mới về. Duyệt binh cái gì? Binh sĩ chết hết trơn rồi duyệt cái gì? Trời ơi nàng ơi, cái đó là binh nam, mà trẫm đi duyệt binh nữ. Cái đó là ý của ai vậy? Thì ý của chàng Ngụ Tung Quốc á. Trời đất ơi, trẫm nói rồi, long thể trẫm bất an bởi vì cái long sàng nó có rẹp. Vậy mà tướng quốc cứ bắt trẫm tối nào cũng đi duyệt binh nữ hết trơn hết trời. Duyệt riết rồi nè, bây giờ nè cái lưng trẫm nè. Ôi trời ơi đau quá. Đầu trẫm mệt quá, trẫm lên giường trẫm ngồi nghỉ chút nha, Khanh đứng chờ đi. Cái thằng cha Ngũ Dị Hương này, ấy quên. Cái thằng cha Ngũ Tướng Quốc này nè. Chả với mình đâu có thù quán gì đâu, sao chả cứ phá mình hoài ha. Cái thằng cha già ó đâm này thiệt đó nha. Thiệt, thù này mình không trả hả? Mình không phải là Tây Thi. Đại Dương. Đại Dương. Trả nó cậu gì đây? Quân sĩ, đem cho trẫm cái thao coi. Chi vậy? Ôi chừng chị. Trời đất ơi, nàng biết không? Bây giờ mà có mấy em mơn mởn búp tơ 16, 17 tuổi đứng đây ẹo ẹo như nàng mà trẫm còn ối đây nè. Đừng nói chi nàng nở tè le tét le hết trơn hết trội rồi mà còn ẹo. Trời ơi ẹo hồi nó trẫm ối mặt xanh luôn à. Đại Dương, Đại Dương mệt lắm hả? Mệt quá. Đại Dương hết xí quách rồi hả? Hết xí quách rồi. Vậy là thần thiếp cho Đại Dương uống cái này nè. Uống gì? Ôi trời, giờ này mà Khanh còn cho trẫm uống sữa tươi hả? Không phải, không phải sữa tươi mà là cái này nè hả mẹ ra. Gì vậy trời? Thần dược của tình yêu. Thuốc này thuốc hồi sức, uống một cái vô nó khỏe liền vậy đó. Đại Dương, Đại Dương thấy sao? Thấy sao, thấy sao? Bộ quá nàng ơi. Thấy sao? Vừa mới suốt khỏi cổ họng cái tự nhiên cái người trẫm nó lân, muốn phất cờ ra trận quá. Vậy mà ra trận liền, Đại Dương ra trận liền. Ra trận nha, ra trận liền. Ôi mỹ nhân, mặt em đen thui lùi thui. Nhìn em mà trẫm muốn lọt đồng. Bộ liễu lắc lừ giống như con trùng. Sao xuyên tìm anh nụng mãi mãi yêu em. Oh honey, you are my love, my life. You love me too much, I know thank you.
vô phòng ẩm thiếp đi. Ôi trời ơi, nặng quá nàng ơi. Sao nàng nặng dữ vậy trời? Để Dương ở đây đi. À, nè, ngồi xuống với Đậm nè. Giờ này còn kêu múa lân làm cái gì nhỏ? Đậm đâu có kêu múa lân. Muốn tấu đại dương cha cha hay cho tên nào to gan lớn mật tới thăm nhà sao không chịu gọi phone? Nếu biết điều thì hãy cút đi bao, còn bằng không chẳng kêu security đừng có trách. Nói gọi tôi xin đập đầu bút mắt đại dương. Im à, ý lộn, để ta gọi police để bật minh liền. Police, police. Nên ai? Ngủ tội tôi xin đập đầu mốt mắt đại dương. Trời đất ơi. Lộn, dập đầu ra mắt đại dương. Ủa, Tôn Quốc đó hả? Phải. Trời ơi cha, cha đi đâu vậy cha? Cha lựa cái lúc con mới quốc vô viên quay ra cái cha tới à? Muốn phá hôi vậy hả? Trời đất ơi. Nè, hỏi tao khỏi bẩm có chuyện gì nói lẹ lẹ đi, chậm hot lắm rồi. Muốn tấu đại dương. Ngân, trời ơi, múa chi vậy cha? Không có thời gian rồi, bây giờ người chậm được rừng rực gì nè, còn múa nữa. Bây giờ có chuyện gì tâu bẩm rõ ràng rồi cút dùm chậm đi lẹ lên. Không thôi đã thuốc hồi nó ngấm nữa chết nữa à. Muốn tấu đại dương, xin đại dương hãy trục xuất Tây Thi về Việt Quốc. Tại sao? Trời ơi, ông ngủ tử tư. Trời bộ ông không biết tôi có citizen rồi hả? Là gì biết không? Là quốc tịch đó. Mà tôi tội gì mà ông đòi trục xuất tôi chứ? Không phải rồi, Tây Thi của trẫm có tội gì mà đòi trục xuất? Tội gì à? Hãy ngoái hai cái lỗ tai chuột nghe cho kỹ đây. Tội thứ nhất, tội tiêu xài phung phí. Còn tội thứ nhì là tội mê hoặc đại dương. Còn cái tội thứ ba là cái tội coi thường, dám tới Ngô Quốc để làm gián điệp. Đại dương, quan cho thần điếm quá đi. Kỳ công mà vô cớ mà nói bắt bẻ là đổ thừa cho người ngây thơ vô tội vậy à. Được rồi, đừng có khóc nữa để chậm xử. Nè tướng quốc. Dạ. Không có bằng chứng mà tại sao vu oan cho người vô tội? Bẩm đại dương, ngủ tử tư từ nhỏ tới lớn đến bây giờ nói chuyện không bao giờ cần bằng chứng. Trời ơi, ông già này giỡn vui quá đại dương ha. Không bằng không cớ mà dám vu oan cho người ta hả? Quan thượng thấy có vô lý không vợ? Đúng rồi, quá vô lý. Không bằng không chứng mà dám kết tội người ta. Đại dương bị kiến cắn hả đại dương? Kiến cắn ông nội tôi chứ kiến cắn. Thuốc nó ngâm vô bây giờ chậm đứng lì không nổi nữa đây nè. Trời ơi, làm ơn làm phước á, đi về dùm lẹ cho vợ chồng người ta tù tí ông nội ơi. Có nghe rõ chưa? Đi về lẹ đi cho vợ chồng người ta tù tí. Ê, con vịt cõi lồn. Cái gì? Ta là con công chứ bộ. Bà ném về cứu với công cái gì? Nãy giờ ta nói chuyện với đại dương cái chọt vô hoài vậy? Ê, con quỷ mày muốn gì mà xuống đây chơi ta đòi tao nè mày. Đại dương. Tướng quốc hiếp kìa. Trời ơi, tướng quốc dám hiếp thần thiếp của trẫm mà có bị cái gì không? Trời ơi, làm gì đại dương quýnh là vậy? Thần thiếp nói lộn, ăn hiếp chứ không phải hiếp. Phải hiếp à. Được cũng đỡ mà. Trời ơi, ăn hiếp thì nàng nói ăn hiếp. Mà trai già này tướng lù khù vậy sao hiếp nổi? Tướng trẫm vậy nè, còn phải quốc vô viên quay ra mới xử nàng nổi. Còn tướng trai già này chắc quay quốc luôn nguyên hữu qua. Bẩm đại dương. Chuyện gì? Thám mã phi báo rõ rằng Việt Dương Câu Tiện có mưu gian. Trời ơi, mưu chứ phải là mưu. Tôi kỵ bà nội. Má tôi tên là mưu. Tôi kỵ tôi phải nói là mưu, biết chưa? Trời ơi, nó sai mà còn cãi nữa. Dốt thì giữa cột mà nghe. Bà làm ơn làm phước giùm chậm đi. Trời ơi, bà đứng ở đây bà kể lộn với cha già này hoài, hồi thuốc nó giả hết bây giờ à.
Nè, tướng quân. Dạ. Câu tiếp đi. Dạ. Thám mã phi báo rõ rằng Diệt Dương Câu Tiễn có mưu gian, lộng hải đóng thuyền nạn châu lá mai gươm báo. Hả? Hiệu triệu các tráng đinh mang chí hùng ghi hoài bao, quyết vào tận ngũ bang tàn phá điện cô tổ. Trời ơi, làm gì có điện cô tổ, ở đây chỉ có điện cô tô mà thôi. Bà quẩn quá hả bà sửa lưng hoài vậy bà nội? Hát cô tô sao xuống giọng cổ được, phải sửa cô tô. Hát cải lương á phải biết cương chứ. Nè, nghe chị ca mà học hửi nè cương. Đúng rồi. Trước khi nhập cung hả, chị làm gái. Gì hả? Chị làm gái cải lương đó cương. Nào cải lương. Nè, đại dương em ca luôn nghe. Ừ. Quyết vào tận ngũ bang tàn phá cô tô thành. Hay thầy. Hay quá, thấy không? Đồng bào vỗ tay quá trời. Trời nè, tướng quốc. Dạ. Nghe em học hửi đi. Dạ. Ờ thôi, học thôi đừng có hửi. Dạ. Quyết vào tận ngũ bang tàn phá cô tô thành. Hey. Đại dương hải tinh tâm mà suy nghĩ tận tường, quốc phá gia dông vì nhan sắc, tâm bại anh hùng mà bởi mỹ nhân. Ám ơi đi ta khó biểu linh tinh, mang tiếng xấu nên người người nhớ mãi. Rồi mai đây hùng binh phạm lại, vào tận kinh đô mà tàn sát ngô hoàng. Hay quá đại dương, đại dương. Hay quá. Sao cha 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 là cái gì vậy? À, sao cha 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 là xì lô. Kêu chả hát xì lô cho mình nhảy. Tú Quốc ơi, làm thêm bài xì lô nữa cho nó đủ tua đi Tú Quốc. Đại dương. Cái gì? Giờ này đại dương còn đứng đây xì lô, quân giặc kéo vào đại dương xì khói bây giờ. Đại dương muôn tâu đại dương. Thôi em đi chớ nên nhiều lời, ta không nghe những lời mi nồi. Ông hát gì ông biết không vậy? Tôi biết tôi chết liền đó bà. Đại dương hát tiếng gì vậy đại dương? Chậm hát tiếng Việt chứ tiếng gì? Tiếng Việt mà những lời mi nồi là cái gì? Những lời mi nồi là những lời mi nói đó. Trời. Bởi vì hồi nãy Tú Quốc xuống xề cái chữ cô tàu nè lây chậm rồi. Thấy chưa, tiếp đã nói rồi. Đại dương đuổi cái thằng cha già này đi đi. Thằng cha ở đây chả nói bậy nói bạ hả? Trời ơi, làm nhiễm trùng hết cái hoàng cung mình luôn đó đại dương. Đúng rồi. Ừ. Tướng quốc. Dạ. Tây thi của trẫm là người phụ nữ chân yếu tay mềm. Thì làm sao mà làm gián điệp được? Không, đại dương đã lầm rồi. Ừ. Con nhỏ Tây thi này không phải là đàn bà chân yếu tay mềm. Đại dương không tin lột đồ nó ra coi. Nó chính là cái con chân sắt tay chì. Đại dương, nếu đại dương còn lì lợm cứng đầu không nghe thì quân Việt quốc kéo vào, đại dương sẽ đi bán muối. Trời ơi. Thằng con. Thằng cha này gan quá, dám đánh đầu vua mà dám chửi vua nữa kìa đại dương. Trời ơi, gan quá. Trời ơi, gan ghê, cha này hết muốn sống rồi. Quân sĩ, quân sĩ, quân sĩ, quân sĩ. Quân sĩ đâu mất tiêu trơn rồi đại dương. Quân sĩ ra chiến trường bị bắt làm tù binh hết trơn rồi, còn ai đâu nàng kêu hoài á. Vậy thì đại dương. Dạ. Chắc đâu thằng cha già này làm phá lâu. Tuân lệnh. Đại dương. Dạ. Tống cổ Tây thi về Diệt Quốc. Dạ. Chắc đâu. Tống cổ. Chắc đâu. Tống cổ. Chắc đâu. Tống cổ. Trời ơi, con lại cha với mẹ. Làm ơn là phước chừng có. Phước giùm trẫm được không? Ủa mà sao lạ vậy trời? Mình là vua mà sao hai đứa tôi nó kêu cái mình già con ơi? Bây giờ ta hỏi ai người nè, ở đây ai là vua? Trời đất ơi, riết rồi hai khanh là xem thường trẫm qua. Bây giờ đừng có gây gỗ nữa, từ từ để trẫm giải quyết. Đại dương ơi, không thể từ từ giải quyết. Đại dương nghe lời của thần, hãy đuổi con quỷ cái này về Việt Quốc. Thằng quỷ được. Kêu ai vậy? Tao kêu mày. Tao nhịn mày lâu lắm rồi nha mày. Mày đừng hít chọc tao nổi máu vô cô người ta lên như mày. Mày làm gì vậy? Tao báo cho mày biết hả? Chị mày nè, đã có từng
Thành tích 15 năm chửi lộn mướn. Trời ơi. 12 năm bảo kê vũ trường nhà hàng đó mày. Xẹo. Đứng lên. Dạ. Phù sai đâu rồi? Phù sai. Chua lỗ chó kìa. Phù sai. Dạ dạ con em. Ra đây cưng, ra đây. Trời ơi, con nó hèn ghê chưa? Dạ từ từ. Đứng lên. Ra. Dạ chị kêu em. Dán báo lên. Dạ để bữa khác được không? Bây giờ. Dạ. Đọc. Dạ em không biết chữ. Bởi vậy tao làm bộ tao kêu mày đọc thôi, chứ tao biết mày dốt từ lâu rồi. Nè chị xăm mình nè cưng. Dạ. Hận đời đen bạc. Trời ơi. Bên này nè cưng. Hận kẻ bạc tình. Trời ơi. Còn khắc ở trong mình hai chữ nữa đó. Chữ gì? Gì? Blood. Blood lại gì? Gì? Hột dịch lộn. Trời ơi. Trời ơi cái gì không cắt tự nhiên cắt hột dịch lộn làm sao vậy? Ủa? Tôi thích gì tôi khắc cái nấy chứ tôi thích ăn hộp vịt lộn, tôi khắc hộp vịt lộn rồi mắc mớ tới mấy người không hả? Ủa mà tay thi của Trẩm là yểu điệu thục nữ mà. Không phải yểu điệu thục nữ mà là giang hồ trinh nữ. Trời chết cha ổng ơi, trời ơi. Chờ chút. Gì vậy? Ai kêu? Ô anh Lãi. Lãi kêu, Lãi kêu. Hello anh Lãi hả? Thì đúng rồi, theo như kế hoạch đó em á dùng mỹ nhân kế hả, em làm bánh chành nó hết trơn rồi, nó sắp khai phá sản bankruptcy rồi anh ơi. Cái thằng cha phụ sai đó hả, trời ơi cha yếu xìu à, mỗi lần ra trận giống như gà mắc bệnh cúm gì đó. Chẳng bù với chàng hả, mỗi lần ra trận là trăm trận trăm thắng, khiến cho địch thủ từ chết tới bị thương, đúng với danh hiệu power up lớn. Được rồi, mau tới đón em nha, em không muốn ở trong đây chi phút nào nữa trơn á. Tới đón em liền nha, I love you. Bye 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 bye. Đại Dương ơi, Đại Dương thấy chưa? Nó lòi rồi đó. Lòi cái gì? Lòi mu. Chỗ nào? Mu kế cha ơi. Trời ơi. Tướng quốc ơi. Mu mà tướng quốc cứ nói mu hoài à. Nói kỹ mà nói không được. Đại Dương thấy chưa? Cái con nhỏ này nè, nó đưa Đại Dương vào con đường kỳ lạc. Mà quan trọng cái tướng tá Đại Dương như vậy nè, nó nói Đại Dương là gà mắc bệnh cúm, chịu nổi không trời. Trời ơi đúng là cá em... không ướp muối cá ương. Vua mà sao tú bịch là trăm đường vua hư mà. Thằng cha năm con bốn. Tao không phải tên năm con bốn. Ngũ là năm, tử là con, tư là bốn. Trời ơi. Biết không? Không, ta là gái giang hồ nói chuyện theo kiểu giang hồ mấy người không có hiểu đâu. Trời. Báo cho mấy người biết hả, trong vòng 36 tiếng đồng hồ nữa mà mấy người không giải giáp đầu hàng hả, phạm lại chúng ta sẽ rút quân tấn công vào Ngô quốc. Chết cha rồi. Đại Dương hả? Áo làm xí. Ủa nàng nói tiếng Phi hả? Tôi nói tiếng giang hồ. Áo anh làm xí tức là ý anh làm sao. Trời ơi. Đại Dương ơi, Đại Dương hãy dị quốc trong thân. Dị quốc trong thân chết cũng không đầu hàng. Dị quốc trong thân. Phải. Dị quốc trong thân. Đúng. Trong thân thì ông trong mình ông đi. Ủa sao vậy trời? Trời ơi, Trẩm còn yêu đời lắm, không muốn chết đâu. Trời. Bây giờ Trẩm tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Trời ơi. Hay quá. Trời ơi, Đại Dương ơi, giặc chưa tới Đại Dương đã đầu hàng. Đại Dương sẽ bị người đời quyền rủa. Quyền rủa thì kệ cha bọn họ. Trời. Không bất ngờ gì tới Trẩm. Tây Thi, bây giờ theo ta đi trốn. Không thôi Phạm Lãi vô nó bắt nàng đi, kỳ lắm. Nè đi theo Trẩm đi. Quên đi ông. Trời đất ơi, làm sao tao phải theo ông chứ. Ủa tại sử sách ghi là Tây Thi phải theo phù sai mà. Vô mày là học sử hả? Nè chị cũng muốn học sử nè cưng, nhưng mà chị muốn đổi lịch sử lại. Ủa tại sao? Biết tại sao không? Tại vì á Phạm Lãi phù sai ngày xưa đó hả, vừa đẹp trai, khí phách hiên ngang, hùng dũng. Còn phù sai bây giờ hả, trời ơi, lấy cái kiến ra dòm dùm đi, vừa già, vừa xấu, vừa hèn nhát, cái mặt nhăn như cái nùi dẻ vậy đó, mà làm sao tôi yêu được. Trời ơi. Dẹp đi. Trời ơi, con này nó hổn quá. Nó dám nói Trẩm cái mặt giống cái nùi dẻ. Tướng Quốc ơi. Dạ. Cái mặt Trẩm có giống cái đồ vẽ không Tướng Quốc? Dạ có. Trời ơi. Thỉnh thoảng thằng cũng muốn lấy lao nhà lắm. Trời ơi. Cái con tiện tì này nó hổm quá. Xử nó. Giết nó. Trẩm phải xử con tiện tì này mới được.
bóp cổ nó, móc mắt nó. Bà mẹ mẹ này, tao không xử mày, tao không làm vua nữa. Đúng rồi, ông không giết nó, ông không phải là Ngô Phù Sai, ông sẽ là Ngô Phù Thổn. Bây giờ trẫm sẽ liền thiết xa chưởng để chưởng cái con đàn bà hỗn láo này. Giết nó. Yeah. Trả tiền lại cho trẫm ra. Thôi, tiền gì mà nói. Tiền đi xong mình á. Tiền mà kỳ đó là nàng lấy đi căng da mặt nè. Đi bơm ngực nữa kìa. Rồi tiền căng da bụng nữa nè. Cái gì? Rồi tiền bơm mông nữa nè. Nói chung là tất cả những cái tiền mà đồ giả của nàng này trả lại cho trẫm hết đi. Cái đồ thằng cha già bận tiệc cho người ta rồi rồi hả? Tiền nhà ngươi cho ta hả? Ta bỏ trong người ta hết, bây giờ ta lấy ra ta trả lại cho nhà ngươi hay sao vậy? Quên đi. Trời ơi. Trời ơi, tức quá là tức. Cái con đàn bà này nó vừa hỗn mà nó vừa ăn giật. Trời ơi. Tướng quốc. Dạ. Giết cái con đàn bà hỗn láo và ăn giật này cho trẫm. Xin tuân lệnh. Tây thi, ngươi phải chết. Bà mới chọi cái gì vô họng ta vậy? Viagra. Tưởng gì hết vậy? Viagra. Ta đã được thù rồi. Trời ơi, tốt tay bạc vô gì để cho tôi uống Viagra. Trời ơi, công trình tôi giữ tiết chinh 20 mấy 30 năm trời. Trời ơi, con này nó ác quá. Tự nhiên người của ta gần gần như lửa đốt. Ta gạo gật giống như là mới bước vào tuổi dậy thầy. Tây thi, I love you. Trời ơi, ngon baby. Đúng rồi. Trời ơi, Phù Sai kìa, cha già kia tôi còn chê rồi, lấy đâu ông? Kìa, lợi trả nó đi. Ghê quá. Viên quay ra làm sao giải quyết? Đại dương thần cam đắc tội. Ơi. Thôi đi mẹ, không dám đâu. Trẫm thà chết giữa xa trường còn hơn là thất thân với ngươi. Chắc ta kêu con cha này ra nè. Diệt Thảo, Diệt Thảo. Trời ơi trời, lịch sử Trung Quốc tứ đại mỹ nhân, làm gì có con mỹ nhân nào nó tên Diệt Thảo. Thôi kệ, có còn hơn không. Mỹ nhân Diệt Thảo, hãy đến đây vậy. Mập, lùn, già, chua lè chua lét, thịt bụng quá cha nội ơi. Cha biết con nhìn mặt cha thuốc có tự tan không cha? Thôi để con gọi 1-800 sung sướng. Vợ, nếu mà em thấy được cái hình ảnh vừa rồi, em nên hãnh diện đi, vui đi. Thường thường em trách là anh già, anh mập, anh lùn, anh xấu. Nhưng mà chính nhờ cái già, cái mập, cái lùn xấu đó mà anh không thất thân với thằng đó đó. Kính thưa quý vị, qua bên Phi thì có nhiều cái cũng hay lắm. Ngay cái hồi nãy trong cái vở kịch của Trang Thanh Lan với Lê Tính và Lê Huỳnh, có nói về blood tức là hột vịt lộn. Thì có một điều tôi thấy hơi khác ở bên Mỹ. Bên Mỹ ăn hột vịt lộn thì mình chọn là cái con cho nó lớn, ăn cho nó đã. Cái con mà có lông nhiều càng tốt. Còn bên Phi thì cái hột vịt phần lớn, hột vịt lộn phần lớn là người Phi ăn là cái tròng đỏ là cái chánh. Cho nên cái con vịt nó càng nhỏ càng tốt. Nó hai cái khác biệt nhau. Chẳng hạn cách ăn cũng như người Việt Nam mình dùng đũa, chén, rồi bây giờ nĩa muỗng và ăn bằng dĩa đồ đàng hoàng, chén đàng hoàng. Nhưng mà người Phi khi có khách thì đãi có dĩa, có nĩa, có chén. Nhưng mà nếu không có khách, người ta ăn theo cái thói quen là ăn bóc tay và trải trên những cái lá chuối. Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình của Văn Sơn Live Show. Kính thưa quý vị, trong phần trình diễn của nữ ca sĩ Diễm Liên và nam ca sĩ Nguyên Khang. Giấc mộng
không hay. Tình yêu đã vội vàng tay trong tay. Mình yêu mãi mãi, tình này sẽ chẳng khi chia phôi. Tình này không ước mơ kiêu kỳ, tình đơn sơ trái tim nồng nàn. Này có cách chia đâu xa, tình bừng cháy như khi mới yêu chẳng lìa xa. Dù mà đây đời thêm sóng gió, vẫn yêu ngàn năm. Phút ban đầu phút ngỡ ngàng làm trái tim thẫn thờ, một lần rồi trong tim mãi còn nhớ ta vẫn yêu. Phút ban đầu trái tim này dường như đã mê, tình đến không ngờ thoáng phút giây, giấc mộng không hay, tình yêu đã vội vàng tay trong. Sẽ chẳng khi chia phôi, tình này không ước mơ kiêu kỳ, tình đơn sơ trái tim nồng nàn. Mình yêu mãi mãi, mộng này có cách chia đâu xa. Từng bừng cháy như khi mới yêu chẳng lìa xa. Mai đây đời thêm sóng gió, vẫn yêu ngàn năm. Những ước muốn này dẫu phai nhòa trong đời, cuộc tình mãi đợi chờ nhau. Bờ môi hôn hôm nay sẽ còn ngàn đời và mai sau. Vẫn yêu ngàn năm. Stage manager, come here please. Kính thưa quý vị, sân khấu điều hành liên tục, chạy hay không chạy việc, người MC lúc nào ra hay vào, ca sĩ đứng vị trí nào, tất cả phải theo ánh đèn sân khấu và theo sự điều động của stage manager. Chúng tôi muốn mời quý vị dành tràng pháo tay, xin mời stage manager Ngọc Lâm. Ngọc Lâm, bước ra Ngọc Lâm. Hey, come here. Come on. Yeah. Yes. You want to say something? Hy vọng quý vị có thể định cư sớm. Cảm ơn. Ngọc Lâm sẽ là người cùng với Việt Thảo, Vân Sơn và hiện giờ anh Hàm Trần cũng đang quay phim, sẽ thực hiện phần documentary, tức là phần tài liệu về người Việt Nam ở tại Philippines. Và cái phần đó sẽ gắn liền sau cái phần chính của cái chương trình hôm nay. Mong rằng qua cái hình ảnh tài liệu đó, người Việt Nam trên toàn thế giới sẽ thấy được và biết được một phần nào thôi. Chúng tôi chỉ nói một phần nào, để hy vọng rằng trong tương lai, nếu quý vị đặt chân đến một đệ tam quốc gia, nơi đó sự tiếp đón của đồng bào chúng ta sẽ nồng hậu hơn và đầy tình người hơn nữa. Vì đã bỏ quên thời gian quá lâu rồi.
Nói gì nói thì chương trình ngày hôm nay không phải là chỉ dành riêng cho đồng bào chúng ta. Dành riêng là cái phần live show thôi. Tại vì quý vị là những người duy nhất trên thế giới, những người Việt Nam duy nhất trên thế giới đã coi trực tiếp được chương trình live show của Văn Sơn tại Philippines. Những người Việt Nam khác phải 3-4 tháng sau mới coi được. Cho nên những điều Việt Thảo nói trong chương trình, nó một phần nào không phải chỉ đáp ứng theo cái nhu cầu cho đồng bào tại chỗ, mà còn cái nhu cầu thưởng ngoạn của người Việt Nam trên khắp thế giới nữa. Cho nên nhân cơ hội đây, chúng tôi cũng muốn nói một số việc để giới thiệu với người Việt Nam trên toàn thế giới biết thêm về nước Phi. Chẳng hạn như ở Phi thì người Phi không có ăn chanh, hình như là không có ăn chanh như người Việt Nam chúng ta, mà ăn bằng trái tắc thì phải. Thành ra đến tiệm nào cũng vậy, mà ngay cả tiệm Việt Nam mình, tiệm anh Hải bán cháo lòng ở Palawan cũng vậy, cũng thấy dĩa để ra là mấy trái tắc rồi cắt đôi ra. Rồi hôm đó anh em khi đến Bataan đi thăm lại cái nơi cũ, thì vô trong một cái chỗ đó có tượng Phật, mà bây giờ không còn cái gì che mưa nắng cả, chơi dơ giữa ngoài trời. Rồi có những tượng Phật bị bể đi, tôi hỏi ra mới biết là tại vì người ta tưởng rằng các thầy giấu vàng ở trong tượng Phật, đập bể tượng Phật kiếm vàng, không có gì hết trơn. Nhiều tượng bị bể đi. Rồi có những người ở bên ngoại quốc, chẳng hạn bên Mỹ, đi vào bệnh viện. Chính tôi cũng vậy, vào bệnh viện thấy cái người nurse, tức là cái người y tá là người Phi mà rất đông. Chúng tôi ngạc nhiên lắm. Chúng tôi không hiểu tại sao người Phi lại nhiều người nurse đến như vậy mà làm ở bên Mỹ. Khi qua đây rồi mới biết rằng không phải chỉ là nurse bình thường, họ là những người đã có những người tốt nghiệp bác sĩ tại Phi rồi. Nhưng mà có lẽ vì công việc ở Phi không đầy đủ cho họ, hay họ cần một cái nơi để học thêm kinh nghiệm, học thêm về sự tiến bộ y khoa của nước ngoài, hay là cái nơi để trui rèn cái nghề nghiệp của họ, cho nên họ đã qua Mỹ và làm nurse, tức là làm cái việc thấp hơn là vai trò của một bác sĩ. Từ đó tôi mới nghĩ ra tại sao người Việt Nam mình không lấy đó làm cái bài học rất là hay. Có nhiều người nói rằng thôi bây giờ tôi không được đi, hay tôi chưa được đi rồi buồn quá bỏ, không làm việc, không lo học hành, hay là không lo một cái đời sống mới được, chuẩn bị. Và có nhiều người nghĩ rằng mình sắp sửa đi được rồi, thôi kệ bỏ hết, không cần gì hết. Sai. Chúng ta nên chuẩn bị cho mình một cái tương lai thật tốt. Cái tương lai đó nếu đi được, khi đến nước ngoài mình cũng hội nhập vào một cái đời sống mới và tiếp thu được, mình có một cái kiến thức căn bản rồi đó. Nhất là quý vị nói gì nói ở một cái nơi mà nói tiếng Anh nhiều cũng đã có một căn bản về tiếng Anh rồi. Cái điều thứ hai là nếu trường hợp chúng ta chưa được đi, hoặc xin lỗi, vì một cái lý do gì đó chúng ta không được đi ở lại nước Phi, thì cũng có một cái đời sống khá hơn với cái kiến thức của chúng ta. Nên tiếp tục học và nên học cái gương của người Philippines khi họ sang Hoa Kỳ làm nurse, mặc dầu họ đã là bác sĩ rồi. Và bây giờ trở lại với chương trình. Kính thưa quý vị, phần trình diễn của Andy Watt. Bà đọc, ai là thôi